Bố đang chuẩn bị xịt thuốc cỏ đấy các bạn nha. Coi chừng chèn nó ra. Lấy khẩu trang đeo vào đoạn xịt. Được không? Mèo các bạn này. Đi đâu rồi biết nữa. Đang nấu nước để tí bố tắm các bạn. Nước sôi rồi đấy. Đó, con mèo này. Hôm qua bắt được con chuột to lắm. Ừ, bắt được con chuột ăn nửa đêm luôn. Cháu mèo chơi với nhau. Đeo khẩu trang vô cho an toàn lao động của các bạn. Xé luôn như rồi đi. Tí có mấy quả mít chín anh trước nữa nè. Ô ô ô no no no. Con này con chắc hôm nay không mưa đâu. Hai trăm à, hai trăm là hai cái à, một bình là 200 thôi, 200 là đặc lắm rồi đấy, người ta phải 250 à. Cái chừng là bắn vào mặt à. À, bố xịt thuốc cỏ các bạn. Cái gì? Bắt xịt từ từ thôi để cho nó chết. Bà đi nhanh quá vậy, bà đi từ từ thôi. Cỏ nhiều các bạn. Hello everyone, chào các bạn nha. Bố đang xịt thuốc cỏ đấy các bạn. Đó, bố đang xịt thuốc cỏ. Mình thì mấy bữa nay mình bị đau nên mình không có xịt thuốc cỏ các bạn ơi. Bố xịt thuốc cỏ, bố đi làm về bố xịt thuốc cỏ này các bạn này. Bố giúp mình xịt thuốc cỏ xong rồi tí nữa nhà mình sẽ đi cắt mít nha các bạn nha. Cắt mít ăn thì mít nhà mình mùa này rất là ngọt. Mùa này là ở đây là mùa đông rồi các bạn nha. Còn các bạn ở trên thế giới là mùa gì? Nhưng mà mình hy vọng là tất cả mọi người sẽ có một mùa Giáng sinh vui vẻ nha các bạn nha. Merry Christmas. Happy. Nhiều cỏ luôn các bạn. À, mèo nè. Mèo 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 nè. Mít này các bạn này. Mít nhà mình mùa này cũng nhiều. Nhiều quả mít lắm. Nhiều mít. À, mít chín tùm lum rồi các bạn này. À, mấy quả mít tròn nhỏ chín nè. Quả này nhỏ nhưng mà chín này. Ô, quả này chín rồi các bạn này. Mẹ chín rồi thì bố cắt vô nha. Chín rồi. Quả này chín này các bạn này. Quả này chín thơm lắm mà. Quả này. Đây này các bạn này.
Quả này là chín rồi nên tí nữa mình sẽ hái quả này vô nhé các bạn, đang ngửi không? Thơm lắm. Quả này rất là thơm rồi các bạn nha. Nếu mà chín rồi thì vỗ. Nghe ra tiếng nó nặng hơn các bạn nha. Đó, giờ đây là vườn nhà mình. Đó. Đây này các bạn này. Bên này cũng nhiều mít lắm mà. Đó. Bên này nữa. Cây này quá trời quả sum suê. Đó. Đây là nhà mình này. Nhà mình thì rất là dài và rộng. Đó. Đó. Mình phơi quần áo ở đây. Cái gì? Đó, mèo mèo. Ô, bu đâu rồi? Trường. Chào các bạn. Đây là mình bây giờ mình nhặt rau để ăn nấu bữa tối cho gia đình nha các bạn nha. Đó. Hôm nay mình sẽ ăn rau mùng tơi á. Rau mùng tơi với lại cà nướng. Cà nướng thế mình sẽ nướng cà cho các bạn xem. Cà thì rất là ngon. Cà tím, các bạn ăn cà tím với lại xì dầu chưa? Tí nữa mình sẽ làm món đó cho các bạn xem nha. Rồi mình nhập rau mùng tơi để nấu canh bữa tối nha các bạn nha. Hôm nay bố đi làm về sớm hơn mọi khi các bạn. Bố có hôm về có hôm không, tại vì công việc thì hơi ở xa. Con trai, hai con trai mình đều đi học rồi các bạn nha. Chưa có về. Cỡ một tiếng nữa thì mấy cái cậu bé về. Giờ mình chuẩn bị để đồ ăn nấu cho bữa tối cho gia đình mình. Đây. Rau xong rồi, mình nhặt xong rồi nha các bạn nha. Còn cà tím này thì tí nữa mình sẽ nướng này các bạn này. Nướng rất là ngon. Giờ mang đi rửa. Rửa với lại mang đi nấu nha. Đó. Ấm nước để bố tắm ở đây này, bên này dĩa này. Rồi, ta bỏ cái này lên đi. Giờ bố nướng cà các bạn. Đó. Ba lấy con dao, ba giặt một cái đường thẳng như vậy. Giặt một đường, đừng có đứt rồi. Rồi, một đường thôi ba. Bố nướng cà để ăn buổi tối các bạn này. Giặt một đường tí thôi, không cần giặt nhiều đâu. Đó. Than ở bên ngoài này, rồi cứ để đây 5 phút, có chừng ba ấy bụi ba bụi 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 à, bố đi tắm đây, để ra xíu là tí đó mình chở là nó được. Nào, bỏ khẩu trang vô thùng rác đi. Rồi để đem lật cho. Cà nướng ăn rất là ngon nha các bạn nha, mình cũng rất thích là ăn cà nướng. Nướng cỡ khoảng 15-20 phút thì là được. Ngon rồi các bạn, gần chín rồi. Mình khều cái than này ra cho nó nóng. Mười phút nữa ăn các bạn nha. Bố đi tắm các bạn. Bố tắm bằng nước nóng hiện đại nha các bạn nha. Bố tắm rửa đẹp trai các bạn à. Đẹp trai chưa? Hot boy. À, đi ra chặt quả mít đi cho bố đang đi chặt cái quả mít đó các bạn. Bớt cái quả mít này đi vì nó chết cây. Có chừng vô áo á ba. Ô anh có như vậy là vứt. Ô ba tỉa kiểu gì vậy? Bà lố tay một tí không sao. Hả? Lố tay à? Nhưng không rớt được. Đây nè, bên này có hai quả chín luôn nè. Đó. Hư rồi các bạn ơi. Ừ, hư rồi. Cẩn thận đấy, ăn phát ra ngoài á. Đây nè, chín quá trời nè. Vẫn ăn được đúng không? Đó, chín quá trời. Đây này ba nè.
Quả đó chưa, ong chết chưa? Chín quá đó chứ phải hư đâu. Đây nè, bên nè. Quả này thơm lắm nè. Hái quả này đi xong bắt đầu tí mang cẩn thận nhá. Bố tỉa có chừng chúng quả kia. Đây là mấy quả nhỏ nhỏ ở dưới này. Ba làm cẩn thận nha. Thơm nức luôn. Thơm nức nở luôn. Ừ, ngon lắm, cẩn thận đó ta. Wow. Rồi, mang gạo. Đấy, các bạn. Quả này chín ngon này các bạn này. Mình sẽ bỏ luôn. Để nuôi cây. Quả này hơi dục, bố dục hết rồi. Còn mấy quả to để lại thôi nha các bạn nha. Quả này kiến nhiều quá. Con đang vô ba. Mình phải đi kiểm tra chứ. Được 3 quả. Có cái chừng mình nhựa mít nó vô áo đó. Chín đời sao á? Cái gì ăn? Dây leo hả? Cẩn thận vô áo giờ. Không về vườn được. Bố tỉa hết mấy cái quả vớ vẩn á. Nhưng mà quả nào lỡ to to rồi thì để lại đi ba. Bố thử cái này. Bị hư nè các bạn ạ. Sâu nè. Nhưng mà chắc là ngọt lắm á, bên kia kìa. Bố thử vậy coi. Lấy cái miếng ngon này thử coi. Nè, lấy miếng kia mà ăn kìa. Mình sẽ mời vợ mình ăn tại chỗ, tại vườn mời các bạn nha các bạn nha. Còn muỗi đây các bạn ạ. Đó, có muỗi. Ê, bên ba, có muỗi, muỗi bác ạ. Thử qua đây coi. Mang vô bộ, à, hư rồi, giỏi quá. Kín quá, chứ không phải ấy đâu, bộ thử coi. Không thể mang vô. Đó, ngon chưa? Ngọt lắm đúng không? Mình lấy được khúc này thôi. Ồ, đó, rất ngon nè, thấy chưa? Tí mang lên cho bà. Cho ăn cắt gì mà cắt phí phạm vậy. Hư mà, thúi mà. Đó. Ăn thử miếng ngọt không các bạn? Ăn thử miếng nha. Nè các bạn. Mời mọi người ăn mít nha. Hai vợ chồng mình ăn tại vườn. Ngọt không? Nhưng mà bay ba trà. Nhưng vẫn mùi dầu. Dầu gì? Dầu lửa. Dầu xe. À vậy hả? Hay là cái mùi đánh xi dày? Này. Mang vô đi. Quả đấy chưa ăn được đâu, ăn đừng có bổ ra. Hai ngày nữa ăn được nó mới ra mặt. Cầm ra cho bà. Giờ thôi. Bắt xong. Nha. Bới cơm ăn cơm đi, đi vô xe là vừa. Để mang miếng kia cho ra bà ngoại. Quả kia để hai ngày nữa cho ra mũ ăn. Ba để quả kia lên em. Ba gác quả mít kia lên đây ba. Rồi. Ok. Bữa cơm ăn cơm đây. Kè nướng xong rồi các bạn nha. Rất là thơm ngon này các bạn này. Đó. Giờ mang vô. Mang vô ăn cơm thôi. Goodbye.